Kéo gà nó rất xong không được. Chụp không được. Lắm cái luôn. Hello các bạn nghe, hôm nay thì tiếp tục câu cá các bạn ơi. Quá trời đẹp luôn, hàng heo luôn này. Trời ơi cái bò. Bò này hôm qua mình câu còn dư các bạn. Hôm nay câu tiếp nha các bạn. Chết hấp cái mình gọt đi. Thì hơn còn. Bò này là cánh chim nha các bạn. Cánh chim mình trộn với bơ ngào. Còn này là hôm qua câu hết các bạn ơi. Rồi các bạn nghe, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục câu bằng chùm nho các bạn ơi. Sớm giờ quấn được 2 cục rồi. Tối nay săn cá vô lớn nữa nha các bạn. Tối mới giờ anh gì? Hôm qua thì mình mới câu được một con khủng khủng nha các bạn. Hôm qua mẹ lên cái miếng. Hôm qua mới vừa nói xong mà nó quất liền luôn trời. Ừ. Không, anh tính vừa dọn cặn đi về đó. Anh nó dọn cặn đi về, nó quất cái, nó quất nhẹ nha. Hồi quất cần keo quay ngang, quất cần keo xong quay ngang, quất cần này đó. Á hơn. Em cần. Rồi ok, xuống cần các bạn ơi. Em cần. Này quăng nhẹ, mai quăng nhẹ quá nữa. Cánh này là cánh này, cá này một. Cánh quăng nó khúc cái cây à. Dạ. Quá cây đó. Ừ. Đó có cá. Cá có cá, cá. Nó mới cười tôi cười. Ừ. Dạ rồi. Cá. Ngon rồi ơi. Mày mày mày. Ê mày mày đi. Thôi. Thôi rồi. Anh nói vừa nói để anh quăng cho anh chịu. Cái này quăng dễ gấp mồi lắm. Không có anh này là vậy đó. Khó đi đó. Mở bánh mì đi. Thôi. Đỡ bên được. Má đâu rồi, nãy giờ có con nào nữa đâu. Mới còn được 2 cần các bạn ơi. Còn cần thứ 3 đang chuẩn bị vô mồi. Tối nay là hy vọng dính cá khủng nữa nghe các bạn. Dính 1 con chừng 4 ký được đó. Các bạn. Sáng nay mốt anh em mà được 1.000 người đăng ký cái anh bé tổ chức một buổi party mà mẹ. Anh được mấy người đăng ký rồi? 112 người. Hồi tối này lên, chờ tối này không biết có ai đăng ký anh. Con Thái với em nè. Dạ. Có em con nữa nè. Tâm Lai à? Hả? Tâm lại. Anh áo trắng bữa đó. À, Tâm là đó. Tâm đó nó là Tâm chứ. Rồi em bấm tắt đi. Hello các bạn nghe, đây là fan hâm mộ của mình nha các bạn. À, đây toàn là fan mình không nha các bạn. Giờ thằng Hữu, Mr. gì qua này, em tên gì qua đây? Gì? Tên gì? Thật. Thật hả? Ở đây móc ngồi giùm mình các bạn ơi. Mình chỉ việc là quăng với lại mình lên cá thôi các bạn. Còn nhiệm vụ còn lại là để trợ lý mai qua móc nha các bạn. Trời ơi quýt nhỏ. Hello các bạn nghe, hiện tại là bây giờ khoảng 6 giờ các bạn ơi. Trời vẫn còn sáng các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục câu cá tại trong hồ nha các bạn. Hôm qua thì mình mới vừa lên hàng các bạn. Hôm nay thì tranh thủ vô câu các bạn ơi. Trong này các bạn nếu mà cá về các bạn cũng phải vô tranh thủ vô câu chứ mình câu chậm là người ta vô câu hết cá các bạn. Rồi ok, hôm nay thì mình câu 3 cần nha các bạn. Mình cũng vừa mới quăng xuống nè. Mới vừa quăng xuống được khoảng 5 phút các bạn ơi. Về bên kia 2 cần thủ các bạn. Ồ, hết sức đẹp không? Bên này 2 cần thủ nè các bạn ơi. Đó, 2 cần thủ bên đó đó. Cá trong này nhiều lắm nha các bạn. Hiện tại bây giờ là dưới này chắc còn cá nhiều lắm á. Tại vì mình vô đây sớm giờ mình thấy nó ụt quá chục luôn á.
cảnh rất đẹp nha các bạn. Các bạn xem video mình thấy hay thì đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Này, coi người ta ra lưới nè các bạn, cần hũ gặp cần lưới các bạn ơi. Rồi ok, mình sẽ quay cái hồ cho các bạn coi nha. Đó, tình hình đồng hồ là chiều khoảng chừng 6 giờ là người ta ăn lưới rất nhiều các bạn. Ở đây được cái là chiều nào người ta cũng ăn lưới cho các bạn muốn câu cá thì các bạn phải tranh thủ vô sớm các bạn ơi. Chứ không thôi người ta ăn lưới là mình không có câu được. Đây là những fan hâm mộ của mình nè các bạn ơi. Nè, mình đang ăn lưới, mình đang câu cá rồi kéo lưới văng các bạn ơi. Đó. Nhớ mày nghe quy. Cá mắm gì tầm này các bạn. Nhớ mày nghe. Đây là cần của mình các bạn ơi, mình gần 3 cây. Nào đó. Nhét cho tao ơi. Rồi, ok, khi nào dính cá mình sẽ quay nha các bạn. Đó, nó kéo ra, nó kéo về nó. Lắm lắm nha các bạn. Dính các bạn ơi. Dính rồi. Mới nói, mới nói. Mới nói. Mới nói. Được. Con lớn rồi anh em ạ. À. Ok con này. Từ từ té không vợ. To không? To không? Ôi. 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 Cá lớn anh em. Con là anh em ơi. Ginh ginh vô luôn anh. Ngon này. Thơm. Có. Thơm ngon anh. Đi vô đây, đưa lại đi. Anh khỏi bè đâu, anh ginh vô luôn đi. Nè, lẹ mày. Dậy xuống. Cậu đi, đưa cậu em đi. Nè, mày dậy xuống mày. Anh để thẳng cường lên. Để thẳng cường lên. Rồi, dậy vô. Rớt cậu dính lại. Lẹ. Còn mai đấy, cái vô còn mai. Trời, nó có ai không nghe, mai lửa đó, nó chưa đấy, anh cho nó núi gì được. Cũng ai cũng được bệnh đâu nha mày. Xa xa ra. Dính vô luôn anh, kéo vô luôn anh. Tay cầm không à. Cá lớn rồi. Thơm. Thơm. Ngon quá anh. Cá này là 3-4 kg vậy nè. 3-4 kg không anh? Rồi nha bơi. Con này mập hơn không con không qua anh thấy. Tên hàng anh em. Phải không? Mày sao hai à? Không coi hai cần kia coi. Vô coi dùm. Đi cùng dây, đi cùng dây. Ông Quang Thái đốt muối hết. Ừ, cậu lấy được mày, cái cậu lắm mày. Ôi giời ơi. Quên em ơi. Cuối cùng lên Hugo anh em, sau nãy giờ khoảng nửa tiếng anh em ơi. Ghê chưa? Con cá cho tính. Cá này chắc khoảng 3 kg anh em. 3 kg. Rồi. Chặn lại. Kết chụp không? Có đút một chấm nữa ha, có một chấm đó. Nó xíu. Nhắn sao nó không thấy ăn? Bấm giờ chắc là chụp được. Thì chụp rồi. Lên hẹn ơi. Vô rồi. Lên. Anh em ơi. Con dính, dính một con cá mà nhìn đông đi. Hello các bạn nghe, sớm giờ mình đi bắt ruồi các bạn. Thì ở nhà hàng ốc nó dính thêm con nữa nè các bạn ơi. Đó. Đây là thành quả của mình nha các bạn. Hai con các bạn. Đâu hàng ốc lần nào đâu, nãy đây. Hàng ốc này nãy mình đi bắt ruồi các bạn, ở nhà nó câu dính nè các bạn ơi. Đó, hai con. Đã chưa? Hello các bạn ơi, hiện tại thì cũng tối các bạn ơi, thành quả của mình hôm nay nè các bạn ơi, một con, hai con, đây Thái cầm giùm gửi Thái. Rồi thành quả hôm nay các bạn xem video của mình thấy hay thì đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Rồi ok, hẹn các bạn trong clip tiếp theo các bạn.